Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Thời sự 24 giờ HD và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngân hàng SCB, vụ việc bà Trương Mỹ Lan không ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng. Quý vị thân mến, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn hay còn gọi là SCB vừa có thông tin về sai phạm của công ty An Đông. Theo đó, ngày 8 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an có thông tin quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành mua bán trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông. Về vụ việc này, Ngân hàng Sài Gòn hay còn gọi là SCB đã rà soát và khẳng định công ty An Đông không phải là cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB, do đó không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB. Ngân hàng Sài Gòn cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền lợi ích của các đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật. SCB cũng khẳng định quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất. Các nhu cầu, thắc mắc của khách hàng trong mọi tình huống sẽ được xử lý một cách trọn vẹn. Trước đó trả lời báo chí, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cũng khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB, đồng thời cũng sẽ có những giải pháp chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB. Luận án tiến sĩ liên quan cầu lông, trách nhiệm, danh dự và liêm chính. Quý vị thân mến, sau khi dư luận lên tiếng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội đồng thẩm định lại kết quả luận án tiến sĩ về giáo dục học liên quan đến bộ môn cầu lông và đưa ra kết luận không chấp nhận kết quả đánh giá. Nghiên cứu sinh phải sửa chữa lại luận án, trong khi một thành viên hội đồng không công nhận luận án tiến sĩ này. Sự việc càng trở nên rõ ràng về trách nhiệm và thiếu sót của những người trong cuộc cùng với các bên liên quan gồm chính nghiên cứu sinh, đội ngũ giảng viên hướng dẫn, cơ sở đào tạo và hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã không lượng được sức mình về khả năng nghiên cứu nói chung và những kỹ năng nghiên cứu khoa học để lựa chọn mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu cũng như những hiểu biết rộng với tư duy logic, hệ thống mà một nghiên cứu sinh cần phải có. Đội ngũ hướng dẫn đã buông lỏng trách nhiệm giám sát, quản lý từ tên gọi, mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, nội dung luận án khiến cho hàm lượng khoa học không xứng tầm của một luận án tiến sĩ, nhất là phần lý luận tổng quan. Bài học về trách nhiệm ở đây là thầy có nghiêm túc, giỏi giang thì nghiên cứu sinh mới làm việc nghiêm túc và trưởng thành vững bước vào con đường nghiên cứu khoa học và cũng là giữ danh dự cho chính bản thân giảng viên hướng dẫn cũng như tính liêm chính học thuật. Để qua được nhiều cửa ải về quy trình, thủ tục cũng như phải bảo vệ thành công các chuyên đề gắn với luận án tiến sĩ, cơ sở đào tạo có phần buông lỏng trách nhiệm về chất lượng nội dung gồm bộ môn, hội đồng khoa học của cơ sở đào tạo, nghiên cứu sinh. Thiếu sót này không chỉ ở cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh về đề tài này mà còn xuất hiện ở rất nhiều cơ sở đào tạo tiến sĩ khác, khiến nghiên cứu sinh bị khổ lây, còn người đứng đầu một cơ sở đào tạo khác bị kỷ luật. Mặc dù hoan nghênh thái độ và hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức lập hội đồng tái đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ và không chấp nhận cách làm chưa nghiêm túc của các bên liên quan, nhưng công việc này cần phải thực hiện thường xuyên và đừng bao giờ chạy theo sau dư luận hoặc sau khi báo chí phản ánh mới vào cuộc một cách nghiêm túc. Nếu Bộ chưa coi đây là việc làm thường nhật thì dư luận lại không ngần ngại cho rằng chẳng qua do nghiên cứu sinh cầu lông số đen không gặp may, trong khi rác rưởi ở nhiều hội luận án tiến sĩ, ở nhiều cơ sở đào tạo vẫn chưa được quét dọn, triệt để đảm bảo học thật, thi thật và nhân tài thật. Cuối cùng, đừng quá nặng nề trong các quy định mang tính hình thức, thủ tục, quy trình, vì thực tế cho thấy người ta hoàn toàn tuân thủ quy trình, thủ tục, nhưng những hòn sạn vẫn cứ xuất hiện. Vì thế, một mặt phát huy quyền tự chủ học thuật cho cơ sở đào tạo, việc rất cần là chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở chi tiết hóa quy định về khung trình độ quốc gia Việt Nam theo ngành đào tạo nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo để giúp nghiên cứu sinh, giảng viên, hướng dẫn và cơ sở đào tạo dựa vào đó để làm tốt hơn nhằm giữ danh dự, trách nhiệm cho nghiên cứu sinh, đội ngũ hướng dẫn và các cơ sở đào tạo trong việc học tập, nghiên cứu và đánh giá một luận án tiến sĩ. Lạm thu giải quyết từ gốc. Kính thưa quý vị, cứ đầu năm học tại các nhà sách thấy ở đâu cũng đông vui, nhộn nhịp, đợi các bạn học sinh ríu rít cùng cha mẹ mua sách vở, dụng cụ học tập cho năm học mới. Nhưng khi tìm hiểu thêm thì mới biết là trong niềm vui vẻ phấn khởi đó có pha trộn nỗi trăn trở, lo lắng của không ít bậc phụ huynh về các gánh nặng chi phí đang đè lên vai của họ ở mỗi mùa tựu trường. Thì ra là ở Việt Nam, ngoài các khoản chi phí chính thức như là tiền học phí, tiền mua đồng phục và sách vở, dụng cụ học tập, phụ huynh còn phải đóng thêm hàng loạt các khoản phí phát sinh như là bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, tiền ký quỹ, chữ thập đỏ, quỹ khuyến học, bán trú, sách tham khảo bổ trợ,
tiền máy lạnh, sổ liên lạc điện tử và các khoản thu gây choáng mà báo chí đã phản ánh. Nói chung, phụ huynh nào có mức thu nhập không dư giả thì chỉ nghĩ đến danh sách này thôi đã toát mồ hôi rồi. Nghĩ hệ thống trường công ở Úc tính ra quá sướng, nhà nước gồng gánh gần hết chi phí, phụ huynh chỉ đóng chủ yếu tiền mua 3 bộ đồng phục hàng năm, một bộ dành cho mùa đông, một bộ dành cho mùa hè và một bộ dành cho thể dục thể thao. Dụng cụ học tập thì mỗi kỳ thầy cô giáo đưa ra một danh sách cần mua cái gì rồi cứ theo đó mà mua. Có bao nhiêu đó thôi mà phụ huynh xứ chuột túi đã muốn méo mặt. Còn các khoản mà nhà trường kêu gọi phụ huynh đóng góp thì tùy ý, tự nguyện thì vô cùng nhạy cảm. Như trường hợp trường công Bondi Public School, khu nhà giàu, bị đưa lên mặt báo, chỉ trích mạnh do sáng kiến bóc giang của mình. Nghĩa là phụ huynh nào đóng góp bằng hiện kim thì con mình được nhận một hộp bắp rang là popcorn vào giữa ăn trưa tại căng tin, cho nên em nào mà gia đình không đóng tiền hay chỉ đóng góp bằng công sức thì bị lộ ra ngay. Sáng kiến này làm nhiều cháu nhỏ phải khóc vì xấu hổ với bạn bè, cho nên phát huy tác dụng ngay tức thì, biến chữ tự nguyện thành tự nguyện bắt buộc. Dư luận lên án, nhưng đó là trường hợp hiếm khi xảy ra. Một cô giáo người Việt đang dạy toàn thời gian tại trường công Horay High School ở quận Gaston của Sydney nói rằng trường cô không hề thu thêm một khoản phí phát sinh nào trong suốt năm học. Thậm chí mỗi lần trường tổ chức cho học sinh đi xem phim còn phải chi tiền mua vé tài trợ. Ngay cả đối với các khoản phí bắt buộc như là đồng phục và dụng cụ học tập, gia đình nào gặp khó khăn về tài chính thì làm đơn trình bày nhà trường sẽ hỗ trợ hoặc miễn phí hoàn toàn. Một đồng nghiệp của cô đang dạy tại trường tiểu học Công Bicot Public School, trường điểm nổi tiếng và xếp hàng đầu của bang New South Wales, cũng có đồng quan điểm và bổ sung thêm rằng chỉ có những chuyến đi dã ngoại khá tốn kém thì trường mới yêu cầu phụ huynh đóng tiền, nhưng hoàn toàn tùy vào quyết định có tham gia hay không. Tất cả những hoạt động ngoại khóa kiểu này đều thông qua hội phụ huynh học sinh, thậm chí do hội này đứng ra tổ chức. Vai trò và chức năng của hội phụ huynh rất quan trọng trong hệ thống trường công cũng như trường tư của Úc. Hội phụ huynh sát cánh với nhà trường, cố vấn, ủng hộ nhà trường và làm cầu nối hữu hiệu cho hầu hết mọi hoạt động, bao gồm cả các chính sách liên quan đến các khoản chi phí phát sinh mà nhà trường muốn đưa ra. Mỗi thành phố, mỗi quốc gia có mỗi hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, quan trọng là sự phối hợp giữa nhà trường và các bên liên quan để làm sao chi phí phát sinh được kiểm soát và hạn chế tối đa, không thể cứ mỗi năm là mỗi leo thang và ngày càng đa dạng. Ở Việt Nam đã có những quy định cụ thể về những khoản phí nào được thu, những khoản phí nào không được thu, nhưng vẫn còn chưa đủ hiệu quả để giải quyết bài toán khó tận gốc. Tôi cho rằng cái gốc của vấn đề vẫn là ngân sách chi cho giáo dục của Việt Nam còn quá thấp, nên bao nhiêu nỗ lực suy cho cùng chỉ là để giải quyết phần ngọn. Một khi ngân sách nhà nước, trung ương và các địa phương chi cho giáo dục được nới rộng, đủ để các trường không phải thu thêm các khoản chi phí phát sinh hàng năm mới hoạt động được, thì nạn lạm thu sẽ tự biến mất hay được kiểm soát một cách dễ dàng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.